dữ liệu khách hàng tiềm năng được ví như mỏ vàng của doanh nghiệp. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng khai thác hiệu quả data khách hàng này. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn ba cách khai thác khách hàng tiềm năng doanh nghiệp không thể bỏ lỡ. Trong kinh doanh và marketing, khách hàng mục tiêu được hiểu là nhóm khách hàng có đặc điểm về nhân khẩu học phù hợp với đối tượng muốn hướng đến của một dịch vụ, sản phẩm thuộc doanh nghiệp. Khách hàng mục tiêu có thể gồm các nhóm đối tượng online hoặc đối tượng hiện hữu ngoài đời thực. Họ có thói quen mua sắm, những đặc điểm trong hành vi mua sắm cụ thể và đặc biệt là có khả năng chi trả cho các sản phẩm, dịch vụ mà họ cần. Khách hàng mục tiêu được chia thành hai nhóm, bao gồm khách hàng tiềm năng là nhóm khách hàng có nhu cầu và khả năng chi trả cho sản phẩm, dịch vụ nhưng chưa có quyết định cụ thể để trả tiền và sở hữu sản phẩm hay là dịch vụ đó. Khách hàng thực sự là nhóm khách hàng bỏ tiền để sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Khi xác định khách hàng tiềm năng đúng sẽ mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp gồm tăng lượng khách hàng trung thành. Đây là nhóm đối tượng khách hàng đã có sẵn sau khi họ trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và đồng thời có những trải nghiệm tích cực sẽ giúp tăng độ thiện cảm và lòng trung thành. Tăng doanh số bán hàng. Khách hàng tiềm năng sẽ sẵn sàng chi trả tiền cho những sản phẩm, dịch vụ nếu họ nhận được những trải nghiệm mong muốn từ chúng. Vì vậy, việc xác định được khách hàng tiềm năng sẽ giúp bạn có thêm những giải pháp và chiến lược để đạt được những lợi ích từ họ trong hiện tại và tương lai. Gia tăng thêm số khách hàng tiềm năng. Khi họ có trải nghiệm tích cực với sản phẩm, dịch vụ của bạn, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu chúng đến những khách hàng có nhu cầu khác. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc xác định sai khách hàng tiềm năng sẽ khiến hiệu quả kinh doanh của bạn kém và tốn nhiều chi phí, nguồn lực sẽ cạn kiệt. Dưới đây là ba cách khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả. Data khách hàng mang lại nhiều lợi ích là vậy, nhưng vẫn có những doanh nghiệp chưa biết cách khai thác. Nếu bạn cũng đang rơi vào tình trạng này, có thể tham khảo ba cách khai thác và sử dụng data khách hàng hiệu quả dưới đây. Thứ nhất, triển khai quảng cáo, remarketing. Để khai thác data khách hàng hiệu quả, việc triển khai quảng cáo, remarketing là cách làm đang được nhiều doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể, bạn có thể thực hiện remarketing trên Facebook, Google bằng cách chạy quảng cáo từ data cũ. Nhóm đối tượng khách hàng cũ có thể là những người đã tương tác với page, like, follow, comment hay là share, hay là họ đã truy cập vào website. Data cũ nhưng cũng vô cùng tiềm năng khi chạy chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới hoặc khi chương trình có khuyến mại phù hợp. Thứ hai, telesale. Telesale là cách khai thác data số điện thoại hiệu quả khác. Đây cũng là hoạt động marketing quen thuộc, thường sử dụng để marketing cho sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao. Khi đã có số điện thoại của khách hàng tiềm năng, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi. Mục tiêu là giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng chưa biết rõ về nó. Nếu telesale hiệu quả, có thể tạo điều kiện tốt để chốt sale. Thứ ba, email marketing. Bên cạnh việc khai thác số điện thoại, email khách hàng tiềm năng cũng được thu thập và được sử dụng cho hoạt động email marketing. Bạn có thể gửi đến khách hàng các thông tin nhắc nhở thanh toán, cập nhật ưu đãi với sản phẩm khách hàng đã bỏ vào giỏ hàng hay giới thiệu các chương trình khuyến mại. Trên đây là một số cách doanh nghiệp có thể áp dụng để khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả từ làm giàu từ kinh doanh. Bạn có thể tham khảo và chọn giải pháp triển khai phù hợp với doanh nghiệp. Nếu thấy video mang lại giá trị, thông tin bài học bán hàng hữu ích, hãy chia sẻ với làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Để tìm hiểu thêm về tư duy và nghệ thuật bán hàng đỉnh cao thời đại số, bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách Hệ thống bán hàng đỉnh cao của Mobunel. Đây là cẩm nang thiết yếu mà những nhà kinh doanh hàng đầu trên thế giới khuyên đọc. Làm giàu từ kinh doanh, chúc bạn sẽ thành công
trên con đường kinh doanh của bạn. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách Hệ thống bán hàng đỉnh cao, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip, share cửa hàng. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.